nó sẽ giúp cho các bạn sống và thỏa mãn được với đam mê gamer của chúng ta. Ngoài ra nó vẫn giúp chúng ta có thể làm việc một cách ngon lành được. Đấy, chỉ với cái màn hình này thôi các bạn nhé, không cần thêm bất kỳ cái gì nữa. Là mình sẽ tháo nó ra cho các bạn xem nội thất bên trong các bạn nhé. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Xin giới thiệu các bạn nhân vật chính của chúng ta ngay. Đấy, đây là một em màn hình 24 inch. Nếu mà nhìn thì chúng ta thấy nó cũng giống như bao nhiêu con màn hình khác thôi. Chỉ có một số thứ nó thiết kế nó hơi khác một tí, đó chính là cái phần cầm nó dễ hơi bị dày, và mà sau nó cũng hơi dày hơn một chút xíu. Tuy nhiên thì màn hình này nó không chỉ sinh ra chỉ để dành riêng cho những ai làm văn phòng cả, mà nó còn mang cho mình một chức năng mà rất là nhiều anh em game thủ mong muốn, nhất là những anh em game thủ nào đó mà có cái không gian làm việc nó lại chật hẹp, không phù hợp với việc là vừa phải có một cái màn hình to xong lại thêm một cái cây to nữa, kể cả những cái cây mini nhỏ thì vẫn vướng víu với anh em. Thì em màn hình này nó sẽ dành riêng cho những anh em game thủ thích sự gọn gàng. Chỉ có màn hình này thôi các bạn nhé. Nó sẽ giúp cho các bạn sống và thỏa mãn được với đam mê gamer của chúng ta. Ngoài ra nó vẫn giúp chúng ta có thể làm việc một cách ngon lành được. Đấy, chỉ với cái màn hình này thôi các bạn nhé. Đến đây thì các bạn biết là em màn hình này như nào rồi phải không các bạn? Em màn hình này ngoài chức năng là màn hình ra, nó mang cho mình một sức mạnh không hề yếu đuối một chút nào. Bình thường ra thì với những thiết bị người ta gọi là all in one, đấy, giống như con này, và màn hình kèm PC ấy, thì chúng ta luôn luôn có một cái khái niệm là nó khá là yếu, nó chỉ dành cho giới văn phòng phải không các bạn? Tuy nhiên thì ngày hôm nay mình mang đến đây cho các bạn một sản phẩm mà bình thường ra nó sẽ đi ngược lại với cái xu thế đó, và chính là nó sẽ thỏa mãn được cho anh em game thủ này, xong lại còn làm việc này một cách ngon lành. Ngoài ra nó vẫn có thể nâng cấp được các bạn nhé. Mặc dù thân hình của nó thì cực kỳ nhỏ gọn, các bạn có thể nhìn thấy là nó vẫn giống với thiết kế hiện đại, nhưng bây giờ là có ba cái viền trên rất là mỏng, chỉ có viền dưới nó hơi dày một chút xíu vì nó chứa trong đây một cái loa này. Mặt đằng sau thì nó dày hơn so với bình thường một tí, nó có thể dày gấp đôi so với bình thường ở cái xu thế hiện tại. Với hiện tại thì cái trên này khá là mỏng, nhưng bây giờ nó sẽ dày gấp đôi. Tuy nhiên thì nếu như các bạn mà nhìn từ mặt trên mặt dưới xuống thì các bạn cũng không cảm thấy được cái việc dày này nó là cái việc gì nó quá ghê gớm cả, bởi vì nhìn nó vẫn tổng thể của nó vẫn nhỏ nhọn xinh xắn. Tuy nhiên thì nó nhỏ gọn xinh xắn thế thôi, nhưng nó mang trong mình sức mạnh không hề nhẹ nhàng một tí nào. Đấy, cấu hình của nó thì nó mang cho mình là một con CPU thế hệ thứ 10, có thể nâng cấp được đến i5 và lắp được cả đến tận i7 đời 10 các bạn nhé. i7 đời 10 vẫn ấn được vào đây. Đấy. Ngoài ra nữa thì RAM của nó cũng có thể nâng cấp được, và ổ cứng cũng nâng cấp được. Còn Vega có hay không? Với một con màn all in one như này, Vega có hay không? Nếu mà không có Vega thì anh em game thủ chơi kiểu gì? Nó có luôn cả Vega các bạn nhé. Và Vega của nó thì có nâng cấp được hay không? Thì lát nữa sau khi test game cho anh em xem, mình sẽ mở nó ra để cho chúng ta xem nội thất bên trong của con này cụ thể nó là như nào. Nhưng ở thời điểm hiện tại nó cũng đã rất mạnh rồi các bạn nhé. Đấy, nó có. Tuy nhiên thì mình không có i7 đời 10 nên mình lắp tạm vào đây con i3 đời 10. RAM thì là RAM 8GB. Và các màn hình của nó là gì? Thì ngay bây giờ mình sẽ chuyển xuống để lắp và thử cho các bạn xem nhé. Ok các bạn nhé, mình đã chuyển em All-in-One của chúng ta đây. Ở đây nó còn có thêm cái webcam nữa các bạn. Đấy, yeah. All in one mà, cái gì cũng có các bạn nhé. Có wifi luôn này, đằng sau có rất là nhiều cổng kết nối các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều cổng kết nối này. Display port này, HDMI này, cổng LAN này, USB nhiều vô đối luôn. Bên cạnh này có cả đầu độc thẻ, tai si chiếc. Đấy, rất là nhiều cổng kết nối. All in one nó bao giờ cũng tiện. Đấy, cho những anh em nào không có không gian rộng. Đấy, chúng ta sẽ xem cấu hình trước khi đến với vài bài test các bạn nha. Đấy, cấu hình của nó đây các bạn này. i3-10100 này, con này là con i3 thường nhé, không phải ép các bạn nhé. 4x8 luồng này, bên là của Dell các bạn nhé, nó không ghi rõ là bên gì đâu, nhưng nó ghi là Dell ở đây này. Đấy, RAM, cái này mình lắp về RAM 16GB à? 16GB các bạn nhé, chạy đua trên, bớt đang là 26666 à. Đấy, graphic, các bạn nhìn chưa, 1650, đấy, quá là ghê. Ok, chúng ta sẽ đến với các game đã, xem như nào các bạn nhá. Chúng ta đang đến với LOL các bạn nhá, trên em All-in-One.
Đấy, các bạn có thể thấy là chúng ta đang có mức FPS rất là ngon luôn, 170 mấy. Tất nhiên là mình đang đấu với máy thì có thể nó sẽ thấp cao hơn so với các bạn chơi với nhau bình thường các bạn nhé. Tuy nhiên thì kể cả có chơi với nhau bình thường thì các bạn cũng có thể có mức FPS 100 FPS là thoải mái rồi. CPU và GPU đang hoạt động khá là nhẹ nhàng luôn các bạn, có mấy chục phần trăm này, chưa hết công suất các bạn nha. Và nhiệt độ thì cũng đang rất mát, mặc dù là all in one vấn đề tỏa nhiệt luôn là một vấn đề rất là lớn, nhiều bạn lo lắng về vấn đề tỏa nhiệt. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là hiện tại đang là ok. Có thể là game mới và nhẹ thì cũng chưa nói lên điều gì cả, lát nữa chúng ta sẽ đến với những game nặng hơn thì mới biết cụ thể được các bạn nha. Nhưng mà các bạn có thể thấy là cái phần hiệu năng của nó khá là ổn định. Ui, phần hiệu năng của nó rất là ổn định luôn các bạn nhé. Nó không bị trồi sụt này, cái FPS này nó không bị giật xuống nhiều và nó cũng không bị nhảy cao quá các bạn nhé. Đấy, rất là ổn định luôn. Chúng ta sang những game nặng hơn xem sao nhá. Ok các bạn nhé, chúng ta đang đến với World Tank, một trong những con game cũng rất là nặng và ăn cấu hình. Các bạn có thể thấy là GPU của chúng ta đã ăn đến 96% rồi, nhiệt độ cao hơn rồi, 72 độ C rồi. Tuy nhiên thì các bạn có thể nhìn mức FPS kìa, ngon không? Giời, 170 mấy FPS luôn. Tất nhiên là cái phiên bản này là phiên bản SD thôi, chưa phải bên bản HD các bạn nhé. Và mình không nhớ setting là gì, setting đang để là 2 các bạn nhé, 2 setting. Đấy, 2 setting và mức FPS như này là ngon rồi. Đấy, với World Tank mà chơi được như này thì rất là nhiều game anh em chơi được nhé. GTA 5 rồi là gì nhỉ, GTA 5 rồi Tomb Raider rồi, nói chung là những cái game tương tự như kiểu GTA 5 là các bạn yên tâm là nó chơi một cách ngon lành luôn. Chỉ với một cái màn hình chúng ta có thể chơi mọi game. Đấy, chúng ta đã quá quen thuộc với việc là all in one nó chỉ làm văn phòng rồi, chơi game vẫn ngon phải không các bạn, mà nó có loa liếc luôn nhá. Loa của nó cũng khá là hay các bạn, không phải chỉ để chống điếc đâu, nói chung là nghe cũng rất là được luôn. Con hàng này yes. Ui giời mày chết ơi giời. Đấy các bạn thấy chơi ok không? Cái này là quá ok rồi. Nhiệt độ của all in one như này cũng rất là ngon các bạn nhé. Đấy, chưa chạm ngưỡng 80 độ mà game này cũng phải là game nặng cũng không phải nhẹ đâu. Quá là ổn luôn. Chúng ta lại sang game khác đi, nặng hơn nữa nha. Ok các bạn nha, chúng ta đang đến với PUBG PC luôn các bạn nha. PUBG PC tất nhiên là với mức setting thấp nhất rồi. Hiện tại chúng ta đang có mức FPS loanh quanh tầm 100. Mình nhớ là nó vừa lấy lõng có lúc nó xuống còn 90 đấy. Chỗ này chắc vắng hơn thì nó lên 100. Cái này mà vào sát bo thì nó sẽ tụt xuống còn khoảng 80 thôi. Đấy. Tuy nhiên thì với PUBG PC mà nó vẫn chiến được như này, mặc dù là mức setting thấp nhất thì nó có thể giúp các bạn chơi hầu hết tất cả các tựa game. Tất nhiên là với mức setting phù hợp, cấu hình như này với con 1650 thì các bạn không thể kéo max setting các game được. Đấy, nó chỉ giúp các bạn sống được với đam mê một cách thoải mái ở mức setting phù hợp thôi các bạn nhé. 100 FPS này. Chỗ này nó vắng vẻ hơn thì mình chạy sang rừng một tí để xem nó có tụt FPS xuống không các bạn nhé. Tuy nhiên thì cái mức FPS nó khá là ổn định đấy các bạn nhé. Mình chưa thấy nó tụt sâu đâu. Từ nãy giờ là vẫn loanh quanh ở mức khoảng 100 trên 100 này. 120 có lúc thì 130 luôn. Đấy, mình sẽ vào rừng cho nó nhiều chi tiết hơn xem nó tụt xuống như nào. Sang đây thì nhiệt độ của ở đâu đấy. Sang đây thì nhiệt độ của CPU và GPU đã cao hơn rồi. CPU đang mực 8 mấy rồi. GPU mức gần 80 rồi, 7 mấy rồi. Con hàng này nó ở đâu nó bắn mình ấy nhỉ? Ấy da, và đây là tụt xuống còn 100 các bạn nhá. Úi giời. Ui à, nó tỉa rồi. Nói chung là đây con hàng đây. Ui chúng nó đông thế. Nói chung là với một con màn hình, chỉ cái màn hình thôi các bạn có thể chơi được rất là nhiều game, gần như là mọi game luôn các bạn nhá. Tất nhiên là với setting phù hợp. Và bây giờ đến màn quan trọng nhất là mình sẽ tháo nó ra cho các bạn xem nội thất bên trong các bạn nhé. Các bạn chờ một lát đi. Ok đây các bạn nhé, đây là em all in one của chúng ta này. Các bạn nhìn rõ cái phần kết nối phía sau hơn này. Đây là một jack tiếng ra này, 4 con USB 3.0 các bạn nhé, DisplayPort 2 HDMI này, có cả LAN các bạn nhé. Và tháo con này cũng khá là dễ luôn các bạn này.
cái chân của nó thì tháo dễ rồi nha các bạn nhé. Ở đây đó, có cái chỉ dẫn là chúng ta chỉ việc ấn xuống này, đẩy lên. Đấy, tháo dễ không các bạn? Đấy. Ở đây cũng có một cái lẫy này. Đấy. Tháo ra, cái này là để chúng ta nâng cấp ổ cứng các bạn nhé. SSD chuẩn 2.5 đấy các bạn. Đây, HDD luôn này các bạn. Có nguyên một cái khoang ở đây các bạn. Và đây là hệ thống tỏa nhiệt này. Đấy. Ống đông dẫn từ trong này. Cái quạt rất là to luôn các bạn nhé. Bên trong này là RAM này. Bây giờ mình sẽ tháo cái này ra để cho các bạn xem bên trong RAM nó như nào nhá. Đây là toàn bộ nội thất bên trong của con Dell All-in-One của chúng ta các bạn nhé. Đây là cả Wi-Fi này. Đấy. Con này là CPU bình thường các bạn nhé. CPU của desktop bình thường, CPU máy bàn đấy. Nên là cực kỳ tháo dễ và nâng cấp dễ này. Đấy. Chỉ có con Vega của chúng ta, đây là con Vega hàn chết thì chịu này. SSD của chúng ta này, M2 các bạn nhé. Đấy. Hai khe RAM nâng cấp thoải mái này. Và bên này còn một cái chuẩn SATA để chúng ta có thể lắp được ổ cứng này. Cả SSD, cả ổ cứng thường vào đây luôn. Đấy. Hệ thống tỏa nhiệt thì nó dẫn từ con Vega sang đây thì con CPU này sẽ là con nóng nhất. Đấy, bởi vì khi nó hút khí nóng từ từ cái con Vega này, nó lại chạy qua ông CPU. Mà ông CPU đã nóng sẵn rồi thì nó mới chạy được ra ngoài, nên là ông CPU sẽ là ông nóng nhất. Chính vì vừa nãy là khi mà chúng ta test ở cái game PUBG ấy, thì con CPU này là con CPU nóng hơn hẳn so với con Vega. Cũng vì lý do này các bạn nhé. Nếu mà nó đi một đường riêng tách ra ngoài thì con Vega của chúng ta sẽ con CPU của chúng ta sẽ mát hơn rất là nhiều này, nhưng mà nó lại đi chung với nhau nên là nó sẽ nóng hơn các bạn nhá. Cấu tạo cũng rất là đơn giản thôi, bộ nguồn của chúng ta nằm ở đây này, và bộ nguồn này nó cũng có một cái quạt tỏa nhiệt riêng nằm ở đây. Bộ nguồn này có chuẩn 80 brut luôn các bạn nhá. Cái này chỉ có mỗi Vega là không nâng cấp được thôi, nhưng còn CPU, RAM và ổ cứng là nâng cấp ngon lành luôn các bạn ạ. All-in-one rất là ngon phải không các bạn? Đây là một trong những mà gọi là lựa chọn rất là hợp lý cho anh em nào vừa muốn có game, vừa muốn chơi được game nhưng mà lại có một không gian chật hẹp thì rất là ok luôn phải không các bạn? Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.